Phương Huệ xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt và xin kính chào tất cả các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thân kính. Trang Thanh Lam xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình mỗi tối thứ ba từ 7 tới 8 giờ trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt TV. Và chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích nhắc nhở những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu dũng cảm của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, thì đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón nhận những quý vị cựu quân nhân, những người yêu lính, những người vợ lính đến với chương trình để chúng ta cùng chia sẻ những kỷ niệm buồn vui của thời chinh chiến. Và tất cả những hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính xin gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phổ biến những tin tức này. Và mọi chi tiết xin quý vị email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào 714-933-7877. Và hôm nay thì Tiếng Hát Hậu Phương rất vui để chào đón một người rất là quen thuộc với quý vị. Một người vừa làm sứ ngôn viên của đài Radio Little Sài Gòn, làm trên chương trình Hồng Việt TV cũng như là những chương trình phóng sự tin tức, chương trình Gia Chánh, rồi Làm Vườn, rồi Huynh Đệ Chí Minh, rất là nhiều chương trình có mặt của chị. Chắc quý vị biết là ai rồi. Hôm nay thì Phương Quế với Trang Thanh Lan rất vui để đón chào chị Nguyễn Hoang đến từ Houston, thưa quý vị. Chào chị. Chào chị. Kính thưa quý chị, trước hết thì Nguyễn Hoang xin gửi lời chào thân thương đến quý chị đang theo dõi chương trình của Hồng Việt TV, đặc biệt là chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Và ngày hôm nay thì lại được ngồi chung với lại Phương Hồng Quế với lại Trang Thanh Lan, làm như có cảm tưởng là mình đã thoát đi cái vấn đề làm vườn rồi, mà bây giờ mình trở thành ca sĩ phải không? Làm vườn gì mà đẹp dữ vậy chị? Rồi làm vườn ở Mỹ mà đâu có làm vườn ở bên kia đâu. Chị Hoang ơi, bên cạnh chị Hoang là một cái đờn cái bàn keyboard là nổi tiếng ở Cali chúng ta, là nghĩa sữa đó chị. Nổi tiếng khắp nơi chứ không phải Cali đâu chị Hoang ơi. Xuất thân từ Cali. Dạ đúng rồi, dân Cali nhưng mà đi khắp nơi trên bốn vùng chiến thuật. Trên bốn vùng chiến thuật. Dạ. Coi như là khắp bốn vùng chiến thuật. Dạ đúng rồi, đều có mặt. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương nữa thì coi như là không có chỗ nào mà mình gọi là vắng bóng hết phải không? Dạ. Rồi một lời chào rất là nồng nhiệt và ấm áp gửi đến Nghĩa. Dạ cảm ơn. Dạ vâng chị Hoang, em hỏi vậy nè. Em không biết là hôm nay đó cái ngọn gió nào mà đưa chị về Cali, gặp chị ở đây, thành ra tụi em bắt cóc chị liền, không biết là cái ngọn gió nào. Cảm ơn quý rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thỉnh thoảng thì quý vị cũng thấy là Nguyễn Quang phải lên Cali hoặc là đi các tiểu bang khác để mà có những cái chương trình ở trên Hồng Việt TV để gửi đến quý khán thính giả của Hồng Việt TV. Thì ngày hôm nay lý do về đây đó là có những cái buổi họp của những cái nhóm mà Nguyễn Quang đã từng sinh hoạt hồi xưa cũng như là vẫn còn hiện diện, mà đặc biệt đó là trong tuần rồi quý chị thấy có nhóm Bến Cũ đã họp ở đây. Thì cái nhóm Bến Cũ này mỗi năm họp một lần ở các tiểu bang khác nhau, đặc biệt năm nay ở miền Nam Cali, do đó Nguyễn Quang có mặt. Nhưng mà thưa chị Hoang là thỉnh thoảng em thấy chị trên đài TV Hồng Việt, em thấy chị trong một bộ đồ lính, có khi là hải quân, có khi là bị kích dù. Không biết chị có đi lính hay là không, hay là có liên quan gì tới binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không ạ? Ok, Thanh Lan, như thế này, kính thưa quý vị cũng thấy là Nguyễn Quang có mặc những cái bộ quân phục đó. Thì bây giờ mình sẽ trả lời từng phần. Thứ nhất là cái bộ quân phục của Hải quân. Thì ở thành phố Houston có những cái sinh hoạt rất đặc biệt của Hội Hải quân. Mà ngày xưa lúc mà còn ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì cái đó thì cái tuổi của mình nó còn trẻ lắm, tại vì cái cuộc chiến đã kết thúc trên 30 năm rồi. Thì mình có những cái sinh hoạt đối với Hải quân ở tại Bến Bạch Đằng. Lúc đó thì mình đang còn là sinh viên ở trường Văn Khoa. Thì cứ mỗi dịp và những dịp lễ, dịp Tết thì có những kết nghĩa. Cái trường Văn Khoa thì kết nghĩa với lại cái tàu 802 của Hải quân.
Và khi mà trở qua bên này đó thì mình gặp lại một số các anh trong cái tàu đó. Và đồng thời ở tại thành phố Houston có hai cái nhóm là nhóm Lưu Đài và nhóm OCS. Đó là những cái hai nhóm hải quân mà Nguyễn Quang đã gắn bó và sinh hoạt rất nhiều. Và cái bộ đồng phục hải quân là do các anh ở trong hội đã tặng cho mình. Cho nên lúc nào mình cũng mặc cái bộ đồ hải quân đó trong những sinh hoạt. Và trở lại một cái bộ quân phục nữa mà quý vị thường thấy mặc hơi nhiều. Đó là bộ quân phục của gia đình 81 lực lượng biệt kích dù. Mỗi khi mà nói đến biệt kích dù thì chúng ta nhớ đến hai cái câu thơ: An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt kích dù vị quốc công thân. Và kính thưa quý vị, cái bộ quần áo biệt kích dù này cũng như là Lan với quý biết á, là mình sinh hoạt ở dưới Houston. Thì ở dưới Houston đó là lúc đó có anh Lô và anh Úc. Thì hai anh này phải nói là rất là anh hùng ở trong cái binh chủng 81 và gia đình Mũ Đỏ. Đây là hai người trong những người bước chân đầu tiên vào cổ thành Quảng Trị. Và do những cái sinh hoạt gắn bó đó mà các anh đã đề nghị cho Tổng hội ở bên California đã gửi về cho Nguyễn Quang cái bộ đồng phục của gia đình 81. Tính đến ngày hôm nay thì chắc cũng phải khoảng hơn 20 năm rồi. Do đó lúc nào những cái sinh hoạt chẳng hạn như 19 tháng 6 này, 30 tháng 4 thì quý vị sẽ thấy là Nguyễn Quang mặc cái bộ đồ 81 biệt kích dù, một cái binh chủng rất là hào hùng và đã để lại trong lòng những cái quân sự coi như là có những cái chiến tích. Mỗi khi mà mình nhắc đến thì không thể nào mà mình có thể mình ngăn được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đáng lẽ hôm nay chị Hoang phải mặc một cái bộ đồ biệt kích dù cho oai hùng nữa. Em thích cái đồ bông ngồi cái bên em vậy sao? Nguyễn cũng thích nữa. Nhưng mà mình nói như thế này nè, cái dịp khi nào mà mình mặc cái bộ đồ quân phục á thì mình phải mặc cho nó đúng, coi như là tác phong, quân cách để người ta nhìn vào cái tác phong của người lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mà tại vì mình đi thì Du biết rồi, mỗi khi mà mình đi mình đâu có được mang hành lý nhiều đâu phải không? Thành ra ngày hôm nay thì rất tiếc, nếu mà trường hợp mà Nguyễn Quang mang được thì cũng mặc cái bộ quân phục đó. Tại vì khi mình mặc vào mình cũng có một cái niềm hãnh diện ghê lắm. Nhưng mà em không biết là từ bao giờ mà chị thích những cái người lính, những cái màu áo lính vậy, không biết từ bao giờ. Nói như thế này, nếu hồi mà nhỏ nói chị, từ chị thích bao giờ? Từ bao giờ? Dạ thì từ xa lắm rồi. Với cái lứa tuổi của mình là người phụ nữ. Nếu mình là nam nhi thì chắc chắn là mình cũng phải mặc một cái bộ quân phục nào đó. Nhưng mà nói như vậy không hẳn là mình không có cái sinh hoạt gì liên quan đến lính. Phải không? Quý vị muốn ít nhất là trong thời chiến cũng phải có một người yêu của lính, phải không? Yeah. Cũng một người yêu là lính. Chị có từng là người yêu của lính không thưa chị? Chứ em có đó. người yêu của lính thì chắc là cũng phải có, phải không? Cũng phải có. Trong cái thời chinh chiến đó không có ai mà không có người yêu của lính, là người yêu làm lính hết đó. Phải nói như vậy. Du cũng vậy phải không? Chắc chắn 100% có nhiều nữa chứ không phải ít. Không phải một chứ. Nhiều người lính chứ có chứ, ai cũng là người yêu của lính. Có thể là mình là người yêu của lính, có thể là mình em gái của lính, có thể là gia đình của mình là lính luôn. Nhưng mà đặc biệt người vợ lính thì nó khác, coi như người yêu của lính. Cái tình yêu thì lúc đó nó trang trải và ai cũng nhiều, nhưng mà thành gia thất và có giữ trọn hay không thì cái đó là cần cái chị có cảm giác đó không? Chị có cảm giác từng là người vợ của lính khi mà chồng đi chinh chiến, chồng đi đánh trận á, chị có không? Cái cảm giác đó nếu mà nói có thì cũng không đúng, mà nói không thì cũng không đúng, là tại vì cũng như quý biết thì mình cũng có làm những cái chương trình liên quan đến lính và qua đây thì mình cũng sinh hoạt với lính. Do đó mình đã đọc được rất là nhiều và mình chứng kiến những cái tình cảm của các chị đã từng là vợ lính. Cho nên cái tình cảm đó nhiều khi không phải của mình, nhưng mà tại vì mình nghe nhiều quá rồi mình nghĩ là nó giống mình. Phải không? Nhưng Quế mà có cảm tưởng đó không? Nhưng mà khi mà anh đi đánh trận hay là đi xa nhà đó, khi nào anh có một cái mối tình nào bên ngoài không thưa chị? Cái này như thế này, ông xã mình á thì cái chỉ số của anh là bên không quân, nhưng mà anh đã đi qua bên Mỹ này đó, anh học từ năm 69, học về chất nổ. Do đó anh không có gọi là trực diện để mà đi ra đánh trận nhiều. Nhưng mà đối với mình đó thì cái thuở mà mình còn học ở trên văn khoa đó thì Du nhớ là ở vườn Tao Đàn nó có một cái hồi đó là cái gì Macaban phải không? Nhà hàng Macaban. Thì mỗi khi mà mấy anh lính mà đi đánh trận xong rồi mà trở về, hoặc là trước khi đi những cái trận hành quân nào mà lớn đó, thì cái lúc đó là mình còn nhỏ nhưng mà mình cũng có cái sinh hoạt với các anh, thì đi đến cái vũ trường thì đặc biệt có một cái anh đó mặc cái bộ treji. Cho tới bây giờ Nguyễn Hoa vẫn còn nhớ cái nét mặt. Anh đến đó, anh ngồi nhưng mà cái nét mặt rất là đăm chiêu.
là tại vì qua ngày hôm sau đó là anh phải đi dự một cái trận hành quân, coi như là gọi là hành quân lớn đó. Thì mình nhìn cái lúc mà mình còn nhỏ, mình cũng chưa có trải qua rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình nhìn tới cặp mắt, mình nhìn cái nét đó đó, thì cho đến ngày hôm nay, kính thưa quý vị, vẫn còn nằm ở trong cái ký ức của Nguyễn Quang. Thì sau khi tìm hiểu đó thì hình như là sau khi đánh cái trận đó rồi thì không còn thấy mặt anh nữa. À, thì đó là một cái điều rất là buồn. Tức là đau khổ và buồn hả dạ, chị? Tại vì có nghĩa là một người gặp mà không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Có những cái chuyện nó xảy ra giống như là Quế đi hát vậy nữa. Quế đi hát thì là Quế cũng gặp một cái anh đó thủy quân lục chiến ở hình như là tiểu đoàn 5 á. Thì anh cũng mình hay tới cái bộ cũng như là chỉ huy ở trong đó, khi mà các anh về đó, đền quân về ở đó, thì lúc đó hôm mình hay tới nó hát lắm, thì cũng có một cái anh đó một vài lần mình gặp. Thì có một cái lần cuối cùng mình gặp ảnh thì ảnh gửi cho mình một tấm hình của ảnh. Anh nói là anh tặng cho mình tấm hình, thì anh xin tấm hình của mình, thì mình cũng tặng lại tấm hình cho ảnh. Thì sau cái buổi đó rồi đó thì anh đi rồi anh không có về nữa. Thì khi mà Quế tới, Quế hỏi hình như là tiểu đoàn 5 của đại úy Thông thì phải. Quế nhớ đại úy Thông. Thì hỏi anh Thông là cái anh đó đâu rồi. Thì anh Thông nói là cái chuyến đó, khi mà nói chuyện với Phương Hồng Quế xong đó là đi hành quân là anh không có về nữa. Đó là những cái mà mất mát coi như là mình xảy ra trong thời chinh chiến. Cái kỷ niệm mà mình khó quên, mình không bao giờ quên. Cũng như thì Trang Thanh Lan, sẵn Phương Hồng Quế với chị Hoang chia sẻ thì Trang Thanh Lan cũng xin tâm sự. Thì Trang Thanh Lan ở trong cái xóm hồi xưa, Trang Thanh Lan ở xóm gà, ở Việt Nam gọi là xóm gà. Dạ, thì kế bên nhà Trang Thanh Lan thì có một cái anh đó thì cũng lớn hơn Trang Thanh Lan khoảng chừng 5 tuổi. Thì anh đi, bắt đầu anh đi lính. Anh đi lính xong anh xin Trang Thanh Lan một tấm hình, thì anh để trong ngực áo của anh. Khi mà anh bị bắn chết á, khi mà thân nhân nhặt xác về để đi nhận xác để chôn á chị, thì trong túi áo của anh có cái hình của Trang Thanh Lan máu không. Đó là cái những cái kỷ niệm mà thời chinh chiến, thì cái đó là kỷ niệm buồn, nhưng mà một cái kỷ niệm buồn mà đáng nhớ, nhớ suốt đời luôn, chứ không phải là phải không chị? Dạ, em xin phép chị Hoang, em có một cái những lời chia sẻ của khán giả tới rồi. Em xin đọc. Chị Hồng ở Utah, chị yêu cầu Phương Quế hát bài Vườn Cao Ngộ để tặng tới mẹ của chị. Chị gửi lời cảm ơn đến chương trình và chúc Đài Hồng Việt TV càng ngày càng thành công. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Quý có không? Dạ vâng. Một lát nữa thì Phương Quế sẽ hát bài Vườn Cao Ngộ, vì mấy tuần nay rất là nhiều người yêu cầu. Chị yêu cầu ngay bài Phương Quế muốn hát hôm nay thì chị. Hôm nay phải hát, tại vì có những khán thính giả yêu cầu rất là nhiều ở mấy tuần qua, nhưng mà không có thời giờ để hát. Bởi vì vừa rồi là anh Trung Chỉnh anh lên, khán giả yêu cầu nhiều quá thành là anh hát. Và hôm nay thì Phương Quế Trang Thanh Lan đó, thời tiết thay đổi theo giọng rè lắm, nhưng mà cũng phải cố gắng hát để theo lời yêu cầu của quý vị. Và sau đây là lời chia sẻ của chị Hải ở Louisiana. Chị cảm ơn Đài Hồng Việt TV có rất nhiều chương trình hay giống như chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chị chúc các nhân viên trong đài có nhiều sức khỏe để tiếp tục có nhiều chương trình hay cho khán giả. Chị rất mừng vì được gặp lại chị Nguyễn Hoang trong chương trình phát sóng hôm nay. Nếu được, chị rất mong chị Phương Quế sẽ hát bài Lý Con Sáo hoặc bài Trăng Thu Dạ Khúc. Cảm ơn chị. Cái bài Lý Con Sáo là biết sao nghĩa sửa biết không? Là cái tuần vừa rồi đó, Phương Quế lên chương trình Tiếng Tơ Đồng của Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm. Thì là mình cũng biết cái gì mình hát cái đó thôi. Thì họ hát con bài Lý Con Sáo với lại một bài Trăng Thu Dạ Khúc của chú Xuân Phát. Vậy là chắc chị Hải có theo dõi chương trình. Chắc chị có theo dõi, chị biết. Nhưng mà với lại một câu dòng cổ Lan và Điệp. Nhưng mà hát hay không bằng hay hát. Hát mà cũng có người đánh nhịp là Ngọc Đăng Thanh đánh nhịp cho em. Sự thật mà nói thì cũng biết không có nhiều, nhưng mà hát tạm thôi. Vậy hả? Nhưng mà cái bài Lý Con Sáo này đó, mình nhớ hồi xưa nó cũng thử nhà không có ai yêu cầu mình hát, nhưng mà mình làm giường hoài, tức có hôm đang ngồi với lại hai cái em gái hậu phương mà chị ca sĩ nữa. Lý Con Sáo đi. Hát hả? Hát được một câu à? Chị, hát mời đi. Hả? Dạ. Mời chị. Sao bay sao nhảy, sao lại truyền cành, sao ca sao hót o trên cành, cho lòng em vui, cho trí em thảnh thơi, không chút bận nhơ. Dạ như đó hết rồi. Thôi chị ơi, không nhớ ta bị khen mình chị luôn. Chị ca cái bài đó không Lý Con Sáo đâu. Lý Con Sáo là khác. Vậy hả? Vậy chứ Con Sáo gì? Lý Con Sáo là hoa bay theo gió cuốn rụng sân gà. Ồ, đó. Rồi,
nhìn qua tàn rụng đời lãng mừng khuân ngõ về tàn tầm đắng gỗ giao duyên mà bởi bao cây đắng dập dồn không có đần cái là mùi tiền đành quên câu muối dưa trang đua giả khúc thì là lỡ mai thất nghiệp không phải đâu à công anh cấm câu phải không đâu mà đang thu vợ khúc. Sau đây là lời chia sẻ xin lỗi lời chia sẻ của anh Dương Khang gọi từ Colorado. Lúc trước anh cũng là quân nhân khóa 23 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Anh xin yêu cầu các chị hát bài Trăng Tàn Trên Hè Phố. Bài Trăng Tàn Trên Hè Phố Trang Thanh Lan thuộc đó, nhưng mà bây giờ thì chưa có giò. Những chị chương trình phát hành sau thì Trang Thanh Lan sẽ hát để tặng anh. Cảm ơn anh Khang. Quế cờ không? Dạ không. Thì bây giờ sẵn bây giờ xin quý vị gọi vào đi. Mình nhắc đi, mình nhắc xin cái số quý vị hãy gọi tiếp tục vào số 714-933-7877 để chia sẻ với chị Nguyễn Hoang cũng như là chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Thưa quý vị, thì theo lời yêu cầu của các anh chị thì Quế hát bài Vườn Tao Ngộ 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 Vườn Tao Ngộ mà mình không nhớ, mình nhớ Vườn Tao Đàn. Cái giọng mình nó đã bị rè quá. Mà thôi bây giờ cái bài này thì ở những tuần trước có rất nhiều yêu cầu. Có anh Đức và chị Yến ở Houston là những người bạn từ hồi thơ ấu. Anh Đức là người bạn thời thơ ấu của Phương Quế từ Cần Giuộc. Từ lúc mình còn 13, 14 tuổi là mình đã làm bạn với nhau rồi. Và anh Đức cũng có yêu cầu và rất nhiều người yêu cầu. Hôm nay lại được bà chị vừa rồi mới yêu cầu chị nữa. Hồng. Chị Hải ở Louisiana yêu cầu. Hay là chị Hồng? Chị Hồng. Thì bây giờ Phương Quế chị xin Hồng. Phép hát cái bài Vườn Tao Ngộ để tặng cho tất cả quý vị khán thính giả. Cũng như là tặng cho quý vị mà đã yêu cầu Phương Hồng Quế. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chân bước đi khô
trời cao đất lạ, đừng buồn nghe anh ơi, dù non sông cách trở, xin anh đừng quên bao kỷ niệm ngày nào hai đứa mình cùng nhau chung mái trường, tuổi học sinh đẹp như gấm. Được yên vui thái bình, tìm trao ước hẹn. Tiếng nói cùng tiếng cười giờ tao ngủ, lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được cạn lời. Giờ chia tay não nề ngại ngùng thay chân bước đi không. Trái phong sương vai gánh nặng tình non sông bước chân miệt mài, dù núi biết sông dài, dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe Phương. Nghe cái bài Phương hát với là... hát bài này thì tự nhiên mình nhớ tới hồi xưa mình đi thăm những người yêu... tân binh những người không có chiến sĩ tiền đồn đi, không đi, cái này phải ăn tân binh chị à, tân cái bài hát này xin phép nha cho Quế nói một câu trường chị. Xin phép cho Quế nói một câu về cái bài hát này. Cái bài hát này có thể là những người trẻ không có biết tại sao có bài hát này, và có thể là Nghĩa Sửa cũng không biết nữa, thì mợ cũng nói cô nói cho Nghĩa Sửa quên. Cái bài hát này là do nhạc sĩ Khánh Văn viết lúc mà trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ, Tổng thống Thiệu làm cái cho xây một cái vườn mà Tổng thống Thiệu là người đặt cái tên là vườn tăng ngộ, là một cái nơi mà vào mỗi ngày chủ nhật những người yêu đến thăm những chàng tân binh mang những giỏ đồ ăn thức ăn, rồi có những cái bãi cỏ, những cái nhà lá đó, cái chòi bằng tranh đó để ngồi đó mà thăm nhau. Thì cái lúc đó đó là cái bài Vườn Tao Ngộ được ra đời. Và Phương Quế là người đầu tiên nhạc sĩ Khánh Văn đưa hát bài đó ở trên đài truyền hình. Và Phương Quế cũng đến mặc áo dài trắng, cũng quay cái phim ngoại cảnh đó, mặc áo dài trắng rồi đến thăm tân binh, mang thức ăn đến thăm. Và cái bài hát đó thì mỗi đêm á, trên đài truyền hình số 9 á, được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu cho phát hình mỗi đêm cái bài hát đó trong một thời gian rất là lâu. Cho nên cái bài hát đó cũng phải gọi là gắn liền với Phương Quế, cái bài Vườn Tao Ngộ đó. Cảm ơn Phương Quế. Và có lời chia sẻ với chị Hiểu Nguyễn Hoa đây. Anh Hùng gọi từ Seattle. Anh rất hay xem chương trình Vườn ta làm. Và tay Ngọc bên bếp Hồng do chị Nguyễn Hoa phụ trách. Anh cần địa chỉ của vườn cây mà đài đã phát sáng nay, vì anh không viết xuống kịp. Số phone của anh là chúc em sẽ đưa chị nha, thì chị về chị kêu anh. Rất cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn anh Hùng. Dạ, cảm ơn anh. Thì Hùng lát nữa nhiều. Chị Trang Thanh Lan sẽ đưa cái số anh Hùng cho chị Hoa. Dạ, đây là lời chia sẻ của anh Ngọc ở Houston, Texas. Rất mong nếu có dịp thì các chị mời lại cô Nguyễn Thị Thanh Thủy trong biệt đội Thiên Nga để tiếp tục chia sẻ các kỷ niệm ngày xưa, vì anh rất hâm mộ cô. Còn nữa không? Bây giờ như thế này. Xin lỗi chị, để em còn một cái lời chia sẻ nữa nha. Chú Trần Văn Khánh gọi từ California. Chú từng là biệt kích nhảy dù, đã từng ở tù 18 năm. Chú muốn yêu cầu các chị nếu có thể hát một bài hát về những người biệt kích nhảy dù để chú có thể ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Chú cảm ơn chương trình. Một lời chia sẻ nữa chị. Chia sẻ nữa. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của chú Trương Ngọc Hiệp ở San Jose. Chú cảm ơn Đài Hồng Việt TV có chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chương trình này lúc nào cũng nghĩ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn cả ba cô Nguyễn Hoang, Phương Quế và Trang Thanh Lan đã từng là người yêu của lính,
vì chú cũng có bạn gái là người yêu của lính. Wow. Chú chúc Đài Hồng Việt ngày càng thành công. Wow, rất hay. Dạ, em cũng bạn còn lời chia sẻ nào nữa không? Không, Quế còn một cái nữa nè. Quế đọc đi. Quế đọc cái này luôn ha. Dạ, sau đây là một lời chia sẻ nữa của anh Tony Nguyễn gọi từ Dallas, Texas. Rất mong các chị hát lại bài Nắng Đẹp Miền Nam. Cảm ơn các chị cùng chương trình. Cảm ơn anh Tony. Tony ha. Dạ anh Tony. Dạ. À, không, xin phép chị Hoan cũng như là quý khán giả cũng như là những chương trình trước thì Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế cũng đọc cái những ngôi mộ bị thất lạc. Thì hôm nay Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế xin đọc lại, xin đọc thêm còn 15 ngôi mộ nữa thưa quý vị. Trước hết là ngôi mộ số 21 Phạm Văn Đủ, số quân 68/8.11101, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1947, công giáo, tử trận ngày 4 tây tháng 2 1968, tiểu đoàn 2/1, đại đội 3, Phong Lập. Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1942 tại Cần Thơ, tử trận ngày 1 tháng 2 năm 1968, mẹ Nguyễn Thị Hải lập mộ. Nguyễn Văn Chiến luôn, số quân 62/1 00192, nguyên quán đường Trần Quang Khải, Sài Gòn, tiểu đoàn 2/1, đại đội 1/2. Thiếu tá Võ Văn Thừa, Phật giáo, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1939, tại Kiến Hòa, tử trận ngày 1 tháng 2 năm 1968, ngày 3 tháng 1 âm lịch, anh là Nguyễn Văn Tá lập mộ. Dương Cần, sinh năm 1945, số quân 67/65/200/208/574, nguyên quán Sơn Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, tử trận ngày 5 tháng 2 năm 1968, con của ông Dương Cần, bà Nguyễn Thị Đào, tiểu đoàn 1/2. Ngôi mộ Trương Văn Dũng, số quân 66/115/830, sinh năm 1946, quán Thuận Hòa, tỉnh Sóc Trăng, tử trận ngày 5 tháng 2 1968, cha Trương Cam Thân, mẹ Nguyễn Thị Lan, vợ Trần Thị Đúc. Anh Nguyễn Văn Thông, số quân 65/0000207, Mỹ An Hưng, Sa Đéc, Long An, tử trận ngày 31 tây tháng 1 năm 1968, cha Nguyễn Thu, mẹ Lương Thị Hai, vợ Trần Thị Tuyết Nguyên. Nguyễn Văn Lý Sinh, sinh 1942, Thốt Nốt, An Giang, Nam Phần, tử trận ngày 27 tháng 1 năm 1968, vợ Võ Thị Điền lập mộ. Dương Quang Phương, sinh ngày 25 tây tháng 10 năm 1940, Tiên Phước, tử trận ngày 27 tháng 2 năm Đinh Mùi, vợ Nguyễn Thị Chứng, con Dương Quang Phước. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc S, tiểu đoàn 2 Nhĩ Dù, tử trận ngày 2 tháng 1 1968, KBC 4, con bà chắc là mất rồi, Thị Trẻ, quận Điện Bàn, Quảng Nam, Phụng Lập. Ngọc Bùi, tử trận 31 tây tháng 1 năm 1968, Hòa An, Khánh Hòa. Còn nữa. Vô Danh, số quân 64/24/8/494, sinh ngày 24 tháng 2 1900 mấy thì chắc là mất số rồi, Hải Phòng, cha Nguyễn S Tin, mẹ Lý Thị Cần, tử trận ngày 19 tháng 2 năm 1968. Nguyễn, có thể là Nguyễn Khang, Nguyễn Sang nhưng mà mất hết chữ đầu. Còn Nguyễn An, số quân 62/166/527/165/276, sinh năm 1942 tại Gò Công, tử trận 19 tây tháng 2 năm 1968, cha Nguyễn Văn Va, mẹ Phạm Thị Sự. Trần Văn Lân, số quân 64/201/208, tử trận ngày 1 tháng 4 năm 1968, chánh quán Hòa Lộc, Hương Mỹ, Vĩnh Bình. Giang Bình Lai, số quân 62/8/800/804/467, tại Bình Tha, Bình Dương, tiểu đoàn 2/1, đại đội 1/2. Và cái những ngôi mộ này là do anh Nguyễn Sơn Hải tìm ra được, thì anh Nguyễn Sơn Hải đã post lên internet để cho chúng ta truyền tay nhau, mà có thể những người thân nhân đã bị thất lạc những ngôi mộ này xin liên lạc về với anh Hải là Nguyễn Sơn Hải, số phone là 8416998 14857. Xin chúc linh hồn của những tử sĩ này được lên cảnh giới tốt. Dạ vâng, chương trình chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Và chúng tôi xin được phép trở lại chương trình với chị Hoan và Trang Thanh Lan. Em trở lại với chị Hoan là hồi nãy trước khi nghỉ break time thì em thấy chị có muốn chia sẻ một cái gì, bây giờ em có thể mời chị hay không vậy?
Rồi, cảm ơn Thanh Lan rất nhiều. Kính thưa quý vị, hồi nãy trong cái lúc mà quý vị gọi vào đài để chia sẻ đó mà có mention về vấn đề là nhờ Phương Hồng Quế, tiếng hát Hậu Phương mời lại chị Thanh Thủy một lần nữa, thì nhân đây thì Nguyễn Quang cũng muốn chia sẻ một cái điểm như thế này. Trên hệ thống Internet bây giờ có lưu truyền một cái bài viết mà quý vị thấy là cái tựa đề là Hoa Hồng Đỏ. Thì cái bài tựa đề Hoa Hồng Đỏ này mình đừng có lẫn lộn với lại cái chiến dịch Hoa Hồng Đỏ của bên Cộng sản. Thì kính thưa quý vị, cái lực lượng và cái biệt đội Phượng Hoàng cũng như Thiên Nga hồi xưa đã đóng góp rất nhiều trong cái cuộc chiến Việt Nam và có những cái sinh hoạt mà không có người ai biết hết. Đây là những cái chiến sĩ gọi là không quân trang, không quân số nhưng mà có bí số. Thì đó là những cái sinh hoạt mà Nguyễn Quang muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Trở lại cái bài viết, thì cái bài viết này chỉ nói về một người phụ nữ có cái tài ca múa rất là nhiều. Và đặc biệt đó là ở trên người cô khi mà đi hát đó là bao giờ cũng có một cái đóa hoa hồng. Khi thì đóa hoa hồng màu trắng, thì đó là một cái dấu hiệu để trong cái sinh hoạt tại cái vũ trường hoặc là cái nơi mà cô đang trình diễn đó biết an toàn. Đây là cái coi như cái vấn đề an toàn rồi. Thì những người bạn bè của cô cùng ở trong cái đơn vị biết để mà thi hành những cái nhiệm vụ của mình. Khi nào mà thấy cái bông hồng nó có cái màu khác đó, thì đó là nguy hiểm. Thì trong một cái sinh hoạt tình cờ ngày kia, thì cô đang múa, cô dùng hết cái tâm trí của mình trong những cái lời ca nốt nhạc, những cái điệu múa. Nhưng mà cô dùng một cái ngọn dao nhỏ, cái lưỡi lam, đã cắt ở trong cái ngón tay của mình và nhỏ vào trong cái đóa hoa hồng đó. Thì từ từ cái đóa hồng đó sẽ nhuộm hết cái màu đỏ là cái màu máu của cô. Thì sau khi mà cái màu đỏ đó đã nhuộm gần hết rồi á, thì nghe một cái tiếng súng nổ, thì cả cái hội trường đó là nổ loạn lên hết. Và khi cái giọt máu của cô đó là cái đó là cái điềm báo hiệu cho những cái người đồng nghiệp của mình biết là đã gặp cái vấn đề nguy hiểm để mà có thể mà đề phòng hoặc là mình tìm một cái phương cách gì đó. Thì khi mà cô ngã xuống rồi thì cái người mà có nhiệm vụ trong cái ngày hôm đó thì lập tức chạy tới người cô, thì nhổ một cái răng ở trong cái miệng của cô ra. Thì ở trong đó có một cái răng, và trong cái răng đó là cái tài liệu mà cô đã giấu trong cái răng. Thì đó là cái bài viết mà để vinh danh những cái người biệt đội Thiên Nga và Phượng Hoàng mà mention tới vấn đề về Thanh Thủy lưu truyền. Thì nhân tiện đây đó, Nguyễn Quang cũng xin chia sẻ với quý vị, khi mà mình nói đến KBC thì là các anh ở trong Thủ Đức, rồi ở bên Đà Lạt thì có những cái KBC riêng, thì đó là khu bưu chính. Và cái số quân thì bao giờ cũng có cái số, chẳng hạn như là 64, 65, 67, để cho biết là cái người quân nhân đó đi nhập ngũ vào cái năm nào, tiếp sau số quân. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngày xưa trong cuộc chiến của Việt Nam, cái tuổi trẻ trong giới sinh viên, học sinh là những cái người có những cái bầu nhiệt huyết rất là mạnh. Đây là những người đã đóng góp vào cái sự tồn vong của đất nước và chiến đấu cho cái lý tưởng tự do. Những người này không quân số mà chỉ có bí số mà thôi. Thì nếu mà quý vị trong cái lứa tuổi Nguyễn Quang mà còn học ở văn khoa, ở luật khoa, ở bên khoa học, thì quý vị thấy trong cái chiến dịch rút lui xưa đó là có Huỳnh Tấn Mẩm, có Cao Quế Hương. Đó là những người trong thành đoàn của Cộng sản, mà những cái người sinh viên này đã chiến đấu một cách rất là hào hùng. Nhưng mà kính thưa quý vị, ở ngoài không ai biết hết. Không ai biết hết, chỉ biết là đã có những cái sự xô xát giữa sinh viên, học sinh theo phe tả, phe phơ hiểm mà thôi. Chứ không có thể nào biết rõ được ở trong đó là một cái cách đấu trí và những cái chiến thuật, chiến đấu đầy đánh về chính trị. Và kính thưa quý vị, nhân đây thì Nguyễn Quang xin gửi một cái đóa hoa hồng tất cả các anh chị trong cái thời điểm đó đã chiến thắng một cách rất là oanh liệt. Và đây là một cái vấn đề mà không ai biết cả, và bên thành đoàn bên Cộng sản rất là căm thù trong vấn đề này. Và có những cái người mà bạn của Nguyễn Quang đó đi học tập cho đến ngày cuối cùng 17 năm trong lao tù Cộng sản, cho đến khi mà đóng cửa cái trại đó thì anh mới bước ra. Thì cái anh bạn này đó thì chúng tôi cũng xin được không có nêu tên, là tại vì vấn đề rất là tế nhị. Anh là người Trung, thì anh có người cha đi tập kết ở ngoài Bắc, thì chỉ có bà mẹ nuôi thôi. Thì anh đã lớn lên và sống ở miền Nam, và anh đã một cái sinh viên rất là ưu tú, và anh đã sinh hoạt trong cái gia đình gọi là không quân số mà chỉ có bí số mà thôi. Chẳng hạn như chúng tôi nói là A-O-L-R. Nếu mà quý vị, Nguyễn Quang chắc chắn rằng quý vị đang theo dõi chương trình này, ai nghe tới những cái này thì có sinh hoạt thì đều biết hết. Thì ba của anh là một cán bộ rất là cao cấp ở ngoài Hà Nội. Thì vào thăm trong trại con đó thì yêu cầu là bây giờ đó con phải là khai làm sao để cho nhà nước được khoan hồng. Thì anh trả lời một câu như thế này:
ông với tôi, hai người là hai chiến tuyến. Mặc dầu ông là cha của tôi, nhưng mà rất tiếc, tôi không có theo những cái điều mà ông nói được. Rồi là anh trở gót, anh không nói một câu nào cửa trở về ở trại trung học, hay đại học tập. Cho đến 17 năm sau thì Nguyễn Quang đã gặp lại ở California này rồi. Tức là anh từ giả gia đình luôn là không có gặp. Coi như là không gặp lại người cha, tại vì người cha đó đã đi tập kết ở ngoài Hà Nội. Tức là hai chiến tuyến, hai chiến tuyến. Dạ. Anh là cái người học sinh đem cái bầu nhiệt huyết của mình để đóng góp vào cái sự tồn vong của đất nước và chiến đấu cho lý tưởng tự do của người miền Nam. Nhưng mà em xin phép hỏi chị Hoang, hôm nay chị lên với chúng em thấy chị tới ba cái bông hồng trắng lận. Không biết có cái ẩn ý gì không mà em thấy trên người chị có tới ba cái bông hồng trắng. Ba hồng trắng là an toàn, không có gì hết. Cho em hỏi chị là quê quán của chị Hoang ở đâu vậy? Quê quán của mình thì ở miền Tây, miền Long Xuyên. Ồ, Long Xuyên. Dạ, miền Long Xuyên. Long Xuyên. Lan ơi, mình xin phép, em xin phép có những cái lời chia sẻ của quý vị gửi vào bác gái ở Utah gửi tới khen ngợi và cảm ơn Đài Hồng Việt. Bác gửi lời khen đến Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế và cô Nguyễn Hoang. Lúc nào cũng trẻ đẹp. Bác vừa gặp Nguyễn Hoang ở chương trình Vườn Ta, Ta Làm. Buổi sáng hôm nay ở Miami thì tối đã thấy Nguyễn Hoang lại có mặt trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Bác rất thích chương trình này. Bác cũng gửi lời khen ngợi tới Nghĩa Sữa. Bác thấy nếu thiếu Nghĩa Sữa thì giống như là cá thiếu nước và thuyền thiếu biển. Bác gái chúc Nghĩa Sữa lúc nào cũng vui vẻ và mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn bác rất là nhiều. Và sau đây là lời chia sẻ của chú Phương Lục ở Arizona. Chú đã từng đi hải quân mà bây giờ lại bị mắc cạn tại sa mạc Arizona. Chú gửi lời thăm đến chị Nguyễn Hoang. Và mong chị Nguyễn Hoang gửi lại lời hỏi thăm với tất cả các hải quân ở Houston, Texas. Dạ, Nguyễn Hoang sẽ gửi lời lại cho gia đình các anh hải quân ở Houston. Hay quá, những lời chia sẻ của chị Hoang rất là hay. Thì bây giờ em thấy là nếu mà bông hồng đỏ, bông hồng trắng thì các chị có bông hồng đỏ, đã từng vinh danh với bông hồng đỏ, bông hồng trắng, em rất là mến phục. Nhưng mà em không có bông hồng đỏ, bông hồng trắng, em chỉ có hoa trinh nữ thôi được không chị? Bây giờ em chỉ có cái hoa trinh nữ để em gửi tặng đến quý vị, các anh chị cũng như là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Mà cái bài hát này em rất là thích, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát mang tên Hoa Trinh Nữ. Hoa
không nềm gầm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người thương rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ở đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài thêm cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng một cánh chính nữ thôi. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá xoài buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa nềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người thương rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài thêm cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mơ ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho dài nhân ngóng đời chỉ một cánh chính nữ. Chờ dài nhân ngóng đợi chỉ một cây chính nữ thôi. Có em tặng hoa trinh nữ rồi đấy. Cảm ơn nhiều lắm hoa trinh nữ. Hôm nay em nói là mình trở lại hồi nãy Phương Hồng Quế có nói đó là trong những cái dịp mà lễ Tết thì mình hay đi là quỷ lạo truyền đồn đó. Thì kính thưa quý vị, trong cái thời điểm chẳng hạn như là khoảng chừng năm 66-70 đó, những cái sinh hoạt này xảy ra trong cái tầng lớp trung học, thì cuối năm thường hay viết những cái lời chúc Tết trong những cánh thiệp phải không? Rồi theo những cái khăn tay rồi mang ra truyền đồn. Thì lúc đó là chuyên môn chuyên chở mặc áo dài trắng, hồi đó nữ sinh người miền Nam rất tha thứ, rất dịu dàng trong cái áo dài trắng. Đúng mà rồi. Đi xe GMC nhớ không? Trời ơi chị, nó vòng này. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm mà rất là thân thương, rất là vui. Thì kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của Hồ Việt TV ngày hôm nay, do Phương Hồng Quế với lại Trang Thanh Lan phụ trách, mà ngày hôm nay Nguyễn Quang được ké chút xíu. Nếu mà quý vị nào là những quân nhân đã từng nhận được những cái cánh thiệp đó và nhận được những cái khăn tay theo, mời quý vị gọi vào đài để ngày hôm nay thì quý vị yêu cầu hai người em gái Hiệu Phương này, mặc dù mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn tươi mát, tiếng hát vẫn còn thảnh thót như ngày nào. Cảm ơn chị Hoàng rất nhiều. Và sau đây có nhiều lời chia sẻ rồi em thưa chị. Chị Linh ở Georgia, chị nghe nói Trang Thanh Lan ở Gò Công thì ở vùng nào? Ở Gò Công vì chị Linh cũng từng ở đó. Chị Linh yêu cầu Trang Thanh Lan hát bài Lời Tình Viết Vội. Chị cảm ơn chương trình. Chị Linh ơi, em ở Gò Công mà em ở Gò Công Đông, em ở trong cầu Sơn Quy á thưa chị, không biết em có bà con chị không. Lời Tình Viết Vội thì em không thuộc, nhưng mà cũng những chương trình sau em ráng em hát tặng chị nha. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Và sau đây là lời chia sẻ của chị Thu gọi từ Houston, Texas. Chị muốn hỏi chị Phương Hồng Quế có phải mặc áo dài hiệu Valentino hay không? Wow, sao chị nhìn rõ dữ vậy? Dạ,
Chắc chị cũng mặc áo dài nhiều lắm chắc đó. Chị có cái giống vậy. Dạ không, cái này không đụng hàng đâu, không bảo đảm. À, là tại vì cái này chị muốn hỏi xem chị đã mua vải ở đâu và ai may cho Quế, vì chị thấy áo dài chị Quế rất đẹp. À dạ vâng, cái này thì Phương Quế may từ Ca Vinh Hiệp, là cái người chuyên môn mà design cho những ca sĩ và những người mẫu. Dạ, và cái áo này đúng là hiệu Valentino. Mà những cái khăn này thường thường là Phương Quế đi mua ở bên Pháp, Âu Châu, hoặc đi mua ở shopping mall bên New York, hay là những cái chỗ shopping mall nào mà có khăn khăn của người ta quàng, là khăn scarf, thường thường là hai cái khăn thì sẽ may được một cái áo. Dạ. À, chị thấy rằng chị Nguyễn Hoang lên TV trẻ quá và nói chuyện rất hay. Đó là lời chia sẻ của chị Thu ở Houston, Texas. Cảm ơn chị Thu rất nhiều. Em trở lại câu hỏi với chị Hoang nha. Chị Hoang có thích nhạc lính hay không vậy? Nếu mà nói thích nhạc lính hả? Quá thích. Phải không? Nãy em nghe chị hát theo em bài Hoa Trinh Nữ mà em yêu cầu chị không hát là sao? Khi mà mình ngồi gần hai cô ca sĩ đó thì mình có cảm tưởng giống như là mình là ca sĩ, nhưng thật ra mình không phải là ca sĩ, thì mình cũng là mỗi nhát nhát thôi. Nếu người ngoài thì tưởng mình ca sĩ, mình cũng hãnh diện chút xíu. Bây giờ mình không ca sĩ, mình làm ca lẻ đi chị. Ờ dạ đúng rồi, ca lẻ. Em có một cái lời chia sẻ nữa. Dạ vâng. À, chị Mai ở Kansas. Nãy giờ nghe chị Hoang tâm sự rất nhiều những mẫu chuyện về lính. Vậy chị Nguyễn Hoang có trong một hiệp hội hoặc tổ chức của cựu chiến binh hay cựu quân nhân nào ở Texas hay không? Chị rất thích nghe chị Nguyễn Hoang kể chuyện vì rất thu hút. À, chúc chị ngày càng thành công. À, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ mình còn lại chia sẻ nào chị nữa hết không? Rồi, nhưng mà em có lời chia sẻ, mà em muốn chia sẻ chị. Chị thường trực cho đài Hồng Việt, chị làm nấu ăn, rồi chị làm vườn, làm đủ thứ công chuyện, thì chị còn có thời giờ để săn sóc gia đình hay không thưa chị? Thì Du hỏi thì cũng biết rồi, mình cũng phải có cái thì giờ nào mình chăm sóc gia đình, chứ nếu mà không chăm sóc gia đình là ông xã không cho đi, để là đi ngoài cửa mình không có làm chương trình gì được cả không? Ngày chị trên đài vậy rồi làm sao thì em lâu, thấy lâu. Phục chị luôn á, nhưng mà cái chương trình nào bật lên có chị hết trơn. Nhưng mà nhiều khi cả ngày trên đài, nhiều khi ở nhà ông xã ở không, ông xã càng vui hơn. Đúng không nè? Không, em không nghĩ là chị giống như là cái bài thơ của Nguyên Sa đó. Mà được người ta giống như là đặt lại cái lời khác á. Em thấy chị Nguyễn Hoang là người dịu hiền lắm mà. Đâu phải sư tử Hà Đông đâu ha. Dạ. Thì kìa, giống như vậy, còn những phút chốc mình đọc cái bài thơ Áo Lụa Hà Đông cho quý vị nghe nha. Cái mình có tặng mình cái bài thơ đó không? Cái bài vậy? Thơ này em chuẩn bị. Em hy vọng rằng cái bài trước em khi tặng mà em như vậy. Không, trước khi chúng mình đọc cái bài thơ này để cho nó vui, cái bầu không khí nó bớt nó nhẹ nhàng một chút. Quế nó thì vui, vui. Chỉ còn 5 phút nữa thôi Quế. Bây giờ Quế đọc cái bài lời đàng hoàng. Trang Thanh Lan sẽ đọc cái lời mà hài hước chút xíu. Mong quý vị hãy bỏ qua cho nếu mà không có vui. Không, nhưng mà không phải cái bài thơ này Quế xin nhưng phép. Mà vui. Nhạc sĩ Trang Thanh Lan à. Thứ nhất là xin phép nhạc sĩ Nguyên Sa. Tại vì cái bài hát của ông là bài Áo Lụa Hà Đông, bài nó rất là hay và rất nổi tiếng trong nhiều năm. Và đây là không phải Trang Lan với Phương Quế đặt cái lời này, mà của một quý vị nào đó gửi trên internet thì thấy vui vui thì đọc. Mình cũng đâu mà có tiêu chuẩn mà đặt được cái lời đó. Cái bài hát sự thật rất nổi tiếng cho nên người ta mới đặt thêm một cái lời khác. Thì bây giờ cái lời đó của nhạc sĩ Nguyên Sa, Phương Quế đọc và cái lời. Thôi đọc đi hết vậy. Dạ vâng, rồi. À, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Rồi trở lại là nắng Sài Gòn anh đi mà lạnh ngắt, bởi vì em sinh quán tại Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. À, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Bao lần anh khiếp hãi vô cùng, đây trên mặt vẫn còn nguyên vết sẹo. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quắt đấy, cầm khúc cây dài lắm để đe anh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Anh kinh hồn vội vã né lung tung, chờ sơ hở phóng ra đường dông tuốt. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Gặp một bữa anh đã rầu một bữa, gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non, và đôi mắt cất ngây thành chất rượu. Bao lâu rồi ăn uống chẳng thấy ngon, và đôi mắt mơ màng đang bầm tím. Em không nói đã nghe từng giai điệu, em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. Em chưa hét đã giang lừng khắp xóm, em chưa gầm mà đã động rừng xanh. Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ dịp tuyệt. Bao lần anh toan tính muốn làm lành, lòng run sợ làm sao anh dám nói. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Em thích đánh thích thôi anh vẫn biết, lòng chợt lo chợt sợ chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Đôi khi em còn hăm dọa thiến thằng cu, để anh lại mặt xanh như tàu lá.
Để anh giận, mắt anh nhìn vụng dại, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Lúc em đánh anh chỉ nhìn lấm lét, giận điên lên nhưng nói chẳng nên lời. Em đi rồi sám hối chạy trên môi, những tháng ngày trên vai buồn bỗng nặng. Em đi rồi ôi khoái quá sướng mê tơi, những tháng ngày đời anh thôi bầm dập. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Em ở đâu bên này hay bên nớ, hỡi người em xinh quán ở Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng. Anh vẫn run và sợ hãi vô cùng, giữ hộ anh một chuyện tình khiếp đảm. Dạ vâng, ở dưới thì đề Nguyên Sẹo, bên kia là tác giả Nguyên Sa. Còn cái ông này thì ở dưới ông đề là Nguyên Sẹo quý vị. Nghĩa là nếu mà ông sáng tác như vậy hoài có ngày hôm nay ông bị sẹo đó. Không biết ông nào, phải ông Nguyên Sa sẽ tặng cho Nguyên Sẹo này một vết sẹo để nhớ đời. Nhưng mà sự thật mà nói cái bài hát, bài thơ Nguyên Sa rất là hay. Nhưng mà em thấy trên đời mình á, bên cạnh mình những cái nỗi buồn, những cái âu sầu, những cái kinh tế đau ganh bao quanh thì chúng ta vẫn có những cái hài hước, những cái vui để mà tạm qua ngày, phải không thưa chị? Thì những lời thơ Thanh Lan và Phương Quế đọc vừa rồi thì Thanh Lan thấy là cũng có thể làm quý vị vui chút xíu. Nhưng tới đây thấy có hai người cười quá trời. Cũng nhờ vậy mà hai người vẫn trẻ hoài đó. Hai em gái Hồ Phương á. Hôm nay chị lên nó cảm hứng đâu, nó dạt vào chứ tụi em lên lần đầu tiên mới dám đọc thơ. Có rất là nhiều bài thơ nhưng mà xin phép quý vị, ở đây quý vị cao niên cũng coi theo dõi chương trình nhiều lắm. Cho nên là trước khi làm một cái việc gì đó thì tiếng hát Hậu Phương cũng mong rằng quý vị lượng tình tha thứ. Vì trong đời sống của chúng ta nó cũng có nhiều cái lo âu khắc khoải, những cái lo lắng. Và chúng ta đôi lúc nào đó xin phép để chúng ta được cởi mở, vui trong một chốc lát. Thì nếu có sơ sót thì mong quý vị trưởng thượng, quý vị cao điên đang xem chương trình tha thứ cho. Dạ, tại vì chủ trương của Hồn Việt TV là mang niềm vui đến tất cả mọi người. Thì thành ra lên đây á, nếu mà không có thấy cái niềm vui gì, thấy hai người cười được cũng vui rồi. Dạ vâng, chắc là chương trình của chúng ta không còn giờ nữa. Thì chúng em cũng xin cảm ơn chị Nguyễn Hoang đến đây ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương xin tạm chia tay với quý vị ở đây. Trang Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sử cũng như chị Nguyễn Hoang. Chào quý vị. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ, giờ Cali. Xin kính chào. Bye bye. Bye.